Em nào thích làm thì cứ làm. Rồi, thầy mở cái file của Bảo Lâm lên nè. Rồi, bây giờ trước khi mình làm teacher, delete tất cả những cái history đi ha. Mấy em nhớ đây là những cái set ở đây nè. Nhất là những cái set. Bây giờ mấy em gom lại như thế này nha. À, Control A, On ha. À, history là phải làm sạch hết. Đừng có để, ui nhiều quá. Rồi, giờ thầy xóa này ha. Khi làm model thì nó khác, còn cái này nó khác. Bây giờ để xóa thì thầy có cái tool nó nhanh lắm. Còn mấy em thì cứ việc delete từng cái cũng được ha. Đây thầy có cái tool GT tool. Cái này thầy có để ha, để ở trên cái kênh á, mấy em cứ lên lấy về. Thì nó có cái tiện ích. Ở đây mấy em có delete ha, delete layer. Đúng không? Là delete sạch luôn, không còn gì nữa hết. Không quan tâm nữa ha. Nó có rất là nhiều thứ ở đây. Rồi, khi mình làm texture thì cái này cũng bỏ luôn ha. Bỏ hết. Và những cái gì thừa, cái này thừa đúng không? Đúng không? Delete. Phải dọn sạch nha mấy em. Hết rồi, nãy thì thầy chọn chung rồi. Ha, rồi. Xong, mình delete All by type history, chọn cái object lên nào, edit, chọn delete, à nhẹ, không còn gì nữa hết. Bây giờ rác nó mới tùm lum này ha. Đây, cái này là cái gì? À, giày dép. Không cần. Mấy em phải chọn như thế này nè, bấm Ctrl G, rút nó lại. Còn những cái khác delete đi. Hai file hả? À? Cái này xóa đúng không? Delete rồi, đủ rồi ha. Này bỏ nha mấy em. Rồi xong mình gom hết cái này nè, mình add nó một cái chất liệu duy nhất đúng không? Này có rất là nhiều chất liệu trên này nè, mình cho nó thành làm bậc một cho thầy, không có gì hết. Đấy, lúc đó mình mới delete cái này. À, nếu không á là nó sẽ bị transparency trong suốt. À, delete hai sạch object. Rồi mình mở cái hyperspace ra. Đây, quá trời ha. Delete unused tức là những cái gì không có sử dụng. Hết. À, như vậy nó mới mát cái máy của mình, nó chạy nó không có sao. Rồi, nhất là kiểm tra khi mình bị ngược mặt là một. Thứ hai là khi mình đúp lên rồi mình mở nó lại á, nó bị có dấu trừ ha. Dễ bị tình trạng là khi mình làm map nó bị lật ngược vào trong. Đấy, cho nên là phải kiểm tra mấy cái này rất là kỹ nè. Toàn bộ free giùm thầy ha. Free transform hết ha. Đây, sạch sẽ. Lúc này là đã xong rồi nha, mình đã lưu bài hết rồi ha, mình chỉ còn như đây là như thế này. Ok. Rất là nhiều thứ. Bây giờ mình có thể combine cái tay, cái đầu, cái chân là object rồi ha. Của em khá nhiều. Tóc này em có thể combine nó lại hết hết cái tóc ha. Rồi bây giờ thầy nói cái chân dung thôi nha. Mở lưới lên. Bây giờ để cắt thì lần trước thầy có cho mấy em coi cái cắt theo cái skin rồi ha. Mình cắt nó cũng giống như là quần áo á, quần áo à, nó có cánh tay. Nó có cánh tay nè, cái quần nó mình cắt theo cái ống quần nè. À, cái chỗ nào mà nó nối là mình đi theo nó. Gần như là như vậy. À, không bắt buộc nha.
Rồi bây giờ để làm một nhân vật này, mấy cái này tạm thời kệ nó ha, mình cho cái đầu cái này ra ngoài đi cho dễ dễ nhìn. Ship B rồi, đây cái đầu thì mình sẽ cắt ở cái phần đến phần cổ đây, sát đây ha. Cái phần tay thì mình cắt đúng cái phần nách, cứ cắt rời ra từng cái cục tròn này nè, từng cái ống cổ tay cũng vậy. Thì cái này UV mình đã biết làm ha. Đây chạm vào UV editing à, như cái rừng này phải không. Bây giờ mình để cho nó dễ thì mình chiếu cho nó lana ha, mình để một cái khối xiên xiên này nè, chiếu cho nó một cái lana. Plana thì hoặc là mình sẽ để theo dạng camera theo cái hướng như này nè. Đây đó, cái nhân vật nó nằm đây, nó không có đứt ra nữa ha, nó không bị đứt gì cả, để cho mình dễ nhìn thôi. Rồi mình bắt đầu mình mới cắt ra cho nó dễ. Giờ mình cắt thì công cụ là mấy em đã biết hết rồi. Ở đây bên ngoài bên trong gì cũng được, nó hơi gần giống nhau thì mình cắt bên trong đi ha. Cắt đây nè. Tại sao anh cắt đây? Cái đường này với đường này nó gần hơn là cái đường này nó cong ra đây ha. Bên này cũng vậy ha. Rồi, một cái. Bây giờ đến cái phần cổ. Cái chỗ này nếu mấy em có thể đi từ dưới lên trên đây luôn cũng được. Bây giờ mình cắt ngay cái đầu với cái cổ cái đã. Đây. Cắt ngay đây thôi. Cái lỗ tai ha. Đi vòng lỗ tai. Hai bên giống nhau. Dưới chân này cũng vậy ha, cắt ngang đây. Chỗ này rất là khó nha, thì chỗ này nó đi chung với nhau vậy là không có được. Cái object này, cái vòng đường này đi lên trên, có thể bấm số 1 xem. Số 3 tạm thời lấy ở đây ha, cắt ngang đây rồi. Ồ, nó chạy lên trên. Cái đường này không hợp lý ha. Vậy đây bỏ này, đi ngang qua đây luôn. Đây, chỗ này bị dính ha, phải không? Chỗ này cái đường nó phải tách ra chứ, phải không? Này bị dính rồi, xuống dưới này mình cũng cắt cái cổ chân ha, cắt ngay đây nè. Nếu có giày dép thì nó đỡ hơn ha, không có giày dép thì mình làm kiểu này. Rồi còn cái chuyện bàn chân cổ tay nữa, đây tới cổ tay, cắt ngay cổ tay ha. Đây là những cái cơ bản. Rồi, giờ mình cắt nó ra ha. Cut and sew. Cut. Rồi. Thì đây là những cái đường trắng xuất hiện. Đúng không? Bây giờ mình phải xử lý cái đầu này trước nè. Giờ ở đây mình có thể tách ra được nhiều thứ rồi. Đúng không? Mình có thể kéo nó ra từng cái được rồi. Để này ra ngoài đi ha. Bấm số 1 nha, đừng có để số 3, nó sẽ rất là nặng.
cho nó nằm ra ngoài. Đây, lúc này mình cắt ra thấy hợp lý ha. Đây là cái đầu, còn hai lỗ tai nữa cho ra ngoài. Rồi, đây là đến phần đầu nè. Ở đây mình cắt theo kiểu cơ bản, không cắt giữa nha mấy em, không có cắt giữa. Ở đây mình mổ nó từ 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 phía sau ót nè, ở đây, hoặc là mình sẽ cắt từ cái lỗ tai nè, tùy theo cái nhân vật. Ví dụ như nhân vật tóc nó che hết rồi thì mình làm sao cũng được, chừa đến cái phần trán ra ha. Ví dụ như đây, nhân vật này tóc nó xuống đến đây đúng không, mình chọn ra đến phía sau này, bung nó ra ha, cách nó. Rồi có những trường hợp thí dụ mình bung ra về cái chỗ này nó mo, nó tròn, nó rất là khó chịu ha, thì mình sẽ cắt ngang đây hoặc là cắt ngang đây. Đó, bây giờ mình sẽ bung ra từ từ nha, hố mắt, hốc mắt nè. Bây giờ mình in form từ cái này, cánh mũi nè, miệng nè, bên trong có cái vòm họng không, có, cắt ra đây. Thì tùy mình chọn cái chỗ bên giữa hai cái đường này, X-ray đây, nằm đây đúng không, lít đúp à, là nó chạy vòng ha, cắt nó ra. Còn cái vòm họng chút nữa mình sẽ cắt sau. Rồi bây giờ mình chọn lại chỗ này nha, từ đây đúng không? Đấy, cắt. Rồi bây giờ mình unfold cái này thử nha. Đây là cuống họng. Unfold. Đây. Ha. Nó sẽ bung ra như thế này. Thường thì mấy em thấy à, cái khuôn mặt bao giờ người ta cũng chảy như thế này. À, bung ra. Đơn giản vậy, nếu mà nó không bị gì hết thì mình mổ từ phía trước trán, mổ ra phía sau ót, ngay cái chỗ cổ sau ót ha, ngay cái chỗ ót, cắt dòng đi xuống đây. Đấy. Và thường thì cái lỗ tai này nó đơn giản thì người ta để luôn ha. Đây, cơ bản của mình là nó như thế này. Rồi, bật lên xem. À, cái object của mình nó hơi nhỏ cho nên là cái UV này, cái ô vuông này lớn thì mình phải tăng cái ô vuông lên để dễ nhìn ha. Thì trong cái chất liệu á, nó có mình vào object ha, xong mình vào attribute. Trong cái phần này là mình sẽ có lambert ha. Thì thường thường mình ở trong cái phần texture nó sẽ có, còn đây là nó mặc định, mình sẽ tăng ở đây. Thôi để tí nữa đi, khỏi mất công, từ từ ha. Này, bây giờ mình cắt luôn cái phần vòm họng này nha. Từ đây là đường giữa nè, mình chọn cái đường giữa đây, đúng không? Rồi mình coi đây nè, đường giữa nè, đó, đường này nè, mình chọn cái là nó đi đến đây ha. Còn không, nếu mình chọn ở ngoài này á, là nó đi vòng lên tới cái đầu luôn ha. Mình chọn xuống dưới đường giữa đây. Đây, hai đường phải không? Đấy, cắt nó ra. UV. Đấy. Sau đó unfold nó ra, bung nó ra ha. Rồi, cái này nó chưa đứt, phải không? Nếu chiều này không hợp thì mình sẽ đi theo chiều ngang ha.
chiều ngang bung nó ra. Trước tiên mình unfold nó một cái đi, coi nó đi theo cái hướng nào cái đã. Đây, rách object ha. Cái object này mình phải giá lại nha, mình thấy nó rách ra là mình phải giá lại. Nếu mà không có vấn đề á, đơn giản á, thì mình có để như thế này cũng được. Còn không thì mình sẽ cắt ở hai bên này ha, cho nó bung ra. Cái này đường giữa nè, cái này cũng đường giữa nè, tách nó ra. Rồi nào, ra hai miếng. Object này bị lỗi ha, này miếng trên miếng dưới, đây miếng trên ha, đây là miếng dưới. Coi lại nha. Rồi, ở cái phần đầu này tương đối là đơn giản, mấy em có thể vẽ bên Substance Painter rất là ok. Đừng có để nó chồng lên nhau ha, nó lên vậy là được rồi. Đây, lưới nó lên vậy là ổn rồi. Hãy có những cái mình làm quá kỹ, lưới nó này nó đè lên lưới kia, thì lúc đó mình sẽ dùng Optimize ở đây ha. Mình lấy cái cọ Optimize ở đây là mình quét quét đây ha, mình chỉnh đã, chỉnh chỉnh cho nó giãn nở. Còn đây không có thôi ha mấy em. Dù như mình chọn Optimize đây à, mỗi lần mình làm mình lít ha, chỉnh cái cọ nha, phải chỉnh cái này, cái cọ hơi lớn nè, đây cái cọ lớn mấy em thấy không. Cọ này thì bao giờ ở bên Maya mình cũng chỉnh B ha. Đây nhỏ như thế này thôi, mình chỉnh nè, đã mình quét là nó giãn ra, nó giãn ra. Nếu mà nó bị chồng lên nhau là nó tự động nó giãn ra ha. Đã, nó giãn ra rồi. Còn nếu không có bị thì thôi, để nên để unfold ha, tại vì unfold nó rất là tiện. Rồi xong cái phần đầu ha, bây giờ đến cái phần thân. Phần thân thì cái này nó có mặc đồ mình không nói ha, nó dễ. Mà thường thường nên mình nên cắt phân nửa mặt trước, phân nửa mặt sau. Hoặc nếu nó lấy đến cái phần hông này rất co ra đằng trước, thí dụ như đây nó có cái logo, nó có cái đường gì đó, thì tùy theo cái hình vẽ của mình. Nếu mà nó có luôn cái hình đi vòng ra đằng sau này luôn thì mình mổ bên này ha, nếu nó bị bên kia thì mình mổ bên này. Đấy, cho nên là thường thường người ta sẽ đi từ đây ha, đi giữa đường nè, đi giữa đường giống như cái nắp áo nè ha, mình đi giữa đường đi xuống. Rồi tùy theo nhân vật nha mấy em, chảy UV là bao giờ cũng phải tùy theo yêu cầu hết của nhân vật. Đây cắt bung cái này ra thì cái này nó còn dính ha, mình phải đi luôn cái đường này. Nếu không có gì thì mình đi luôn đây. Còn nếu nó là một cái cổ có hình xăm phía trước hoặc hình xăm phía sau thì mình phải cắt cái đường giữa này ra thành hai miếng, đúng không? Đây. Thì việc trước tiên là mình cứ cắt ra làm hai miếng là tốt nhất. Rồi. Đây, cắt ra này. Chọn nó lên. Đây ha. Unfold nó. Đây, ra được hai miếng ha. Này. Rồi. Rất là đơn giản. Bắt đầu mình có thể nối lại tùy theo ha. Bây giờ đến cái tay nè, cũng vậy. Mình cắt phía dưới. Đây, đường này là ít nhìn ha. Sao vậy? Có bị lỗi object không vậy? À, bị ngay đây. Thử coi nó không, không, nó không lấy. Nó chạy vòng. Nó phải tới đây. Rồi, tới đây. Ok, nó chạy ra luôn đây. Bỏ nha. Có vấn đề lưới.
có vấn đề về lưới. Rồi, cắt tiếp. Bung nó ra ha em. Bung ra. Hai cái tay hai bên nè. Unfold là mình thấy giống như cái hình trụ đấy, nó bung ra rất là tiện. À, ok. Bây giờ vấn đề là ở chỗ bàn tay mấy em sẽ cắt như thế nào để làm sao mà người ta thấy nó đẹp, nó hiệu quả, nó hợp lý. À, thì thường thường cái tay là người ta thấy nó có hai phần, phần trắng phần đen đúng không? À, mình sẽ dán chất liệu hai bên nó khác nhau chứ không có tay hai bên à, đúng không? Bên này da khác, bên này da khác, thì mình sẽ cắt ngang đó. Đây mấy em sẽ cắt, cho nên là cái lưới là phải đúng ha. Lưới đúng thì mấy em làm nó mới đẹp. Như đây đã, nó đi một vòng đúng không, mấy em đi xuống đến đây luôn. Đây cắt ra, bây giờ thầy cắt thử nè. Rồi cái tay nằm đây, unfold ra hai cái ra như thế này, năm ngón à, bên trên bên dưới. Nhưng cái chỗ này người ta hay nhìn thấy thì mình nối cái chỗ đó lại ha, nối chỗ này lại đây nè, đến đây nè. À, chỗ này là hay, nó liền, cái này nó liền với nhau. Còn ngón này ít, giữa trên giữa nơi dưới không có ai để ý cả ha. Rồi bây giờ chỗ này mình stitch. Đấy. Rồi tiếp theo là mình phải unfold lại nha. Đây, hai ngón nó dính đây. Ha. Chỗ này có thể nối lại. Siêu. À, bây giờ chỗ này là nó liền. Ha, này nó liền. Ok. Hả? Cũng được, nhưng mà khi em làm em sẽ thấy cái đường viền này. Ha? Lúc đó em phải vẽ xúc tình bên tơ hơi cực tí. Ừ. Rồi bên này mấy em cũng làm như vậy ha. Này chỗ này mình đã biết rồi thì mình chọn như thế này, chọn đây, chọn đây, lấp đớp cái là xong ha, kết nó ra ha. Đây xong, thấy chưa, ra cái tay liền. Ok rồi, à, đến cái bàn chân, ống chân. Cái bàn chân thì ở dưới này là bao giờ cũng riêng ha, chỗ này em làm sai phải chặn thêm một đường nữa ha, không chặn là nó bị này nè đó, là nó nhìn thấy ở dưới là không ổn, không ổn ha, phải thêm đường. Rồi cái đó là em từ từ tính đấy ha. Đây cắt cái này, cắt cái này, rồi cắt nó ra là nó ra riêng rồi đó ha. Đôi giày tùy theo nó là cái đôi giày hay là cái chân hay cái gì đó, mình tùy theo mà mình cắt nó ra. Ví dụ như miếng trên này decor nó khác, miếng này decor khác thì mình cắt cái viền này à. Còn nếu mà nó đều hết ở đằng trước thì mình cắt ở đây, cắt phía sau là ít nhất nó chỉ có một miếng này thôi đúng không? Cái đó là tùy mấy em ha, mấy em cứ cắt theo ý đồ của mấy em. Ví dụ như ở đây thì thầy sẽ cắt cái phía sau, một mình nó mình cắt phía sau. Rồi giờ mình unfold hả, giờ nó dạt ra vậy. Rồi kéo ra nào, này hai cái giày à, cái này là cái đế đó nè. Rồi bây giờ đến còn có hai cái này thôi, thì tùy theo trường hợp, thường thì người ta cũng cắt bên trong phần giữa này ít thấy. Phần này rất là ít thấy ha. À, nếu mà ơn chứ thấy thì mình cắt ra làm sao, đúng không? Cắt ra làm sao tí nữa. Rồi, đến đây.
nhỏ này. Bên này cũng vậy ha. Bỏ này đi. Ý, chạy ra đây luôn hả? Nó chạy lên trên luôn không chừng. Rồi, xong ha. Kết. Này dính. Dính ngay chỗ này. Đó. Bây giờ thì tùy nha, mình muốn để luôn mình để không sao cả. Đây chỗ này bị đứt nè, nối lại hả? Này nó bị gì vậy? À, này nó bị dính lung tung à, tách ra cái này à, đây ép nối lại à, nối đây rồi siêu này, chỗ này nối lại siêu nó gái à, anh phone đây kề ha. Rồi toàn bộ cái này nếu mà em để thì cứ tự động layout nó một cái. Trước khi mình layout á thì mình nên sắp xếp mấy cái này cho nó thẳng lại một tí ha. Đây. Còn mấy em mà làm Substance Painter thì mấy em cũng có thể để thoải mái. Nhưng mà mình nhìn làm sao mà để thấy được cái nào là cái thân trước, thân sau hay cái gì đó. Thì thường thường mấy cái này nếu không cần thiết á, à, người ta có thể mổ nó ở đây, ở giữa cũng được, bung nó ra hai bên được. Ha, giữa đây cũng được, còn nối lại cũng được, tùy. Đây là bây giờ mình bật lên là nó vuông vức hết rồi ha, rất là ok đều ha. Ví dụ như phần đầu không quan trọng thì không sao, còn nếu quan trọng mình phải cắt đây, cắt bung cái này ra, bật cái nắp này lên ha, cái não đó ở đây nó sẽ làm đây nè, cái vị trí này là ok. Chỉ từ đây thôi ha, chỉ từ đây đến đây, bật cái này ra, cắt cái này đấy. Rồi cái miếng này mình giá lại ha, miếng này mình giá lại đây, siêu nó lại. Rồi giờ mình coi nè, kéo nó ra ngoài cho dễ nhìn nè. Thấy chưa? Lúc này UV nó đẹp hơn ha. Mình cho vô lại nè. Đấy, UV nó sẽ vuông vức hơn, nó đẹp hơn ha. Ha, đẹp hơn. Cái trên này tóc không có nhìn thấy nữa, không quan trọng ha. Phần tóc trên này không quan trọng. Như vậy là mấy em thấy chạy một cái nhân vật cũng không có khó lắm ha. Đúng lên là nó đều hết. Bên Maya chạy rất là nhanh. Rồi tốt nhất là mấy em nên sắp xếp mấy cái này lại cho nó thẳng. Và cách làm cho nó thẳng thì em bữa thầy nói rồi ha, canh nó gần 45 độ, lít nó một cái là nó xoay lại thôi à. Còn không là mình cứ sắp xếp đi, cái chỗ nào nó như thế nào đó là nó ra. Chứ đừng có để như thế này nha mấy em. Để này là vẫn còn dư, vẫn còn dư ha. Như thế này mấy em cho cái này nó đứng lên nè, ví dụ vậy à. Sorry quên chưa chọn, rồi cái này đứng lên thì mình đẩy ra đây ha, đẩy ra góc nè. Sắp xếp này cũng vậy, canh nó hơi thẳng lại một tí đi, mặt trước mặt sau gì đó đây, nên cho nó vậy. Rồi canh chọn S xoay, chọn S xoay ha. Sắp xếp cái đầu này có thể cho nó lên trên. Rồi hai cái tay này cũng vậy, cho nó đối xứng. Có thể để ngược để đỡ tốn diện tích cũng được, ví dụ vậy.
ha, là bây giờ mình thấy nó lôi hết mấy cái này ra ngoài. Mấy em chọn UV cell ha, thì mấy em sẽ chọn hết. Rồi, lỗi ra. Sắp lại ha. Rồi. Những cái này thì nên xoay nó lại. Chọn cái trục giữa nè, chọn cái S đây nè, cho nó thẳng lên ha. Mấy cái này cũng vậy. Mấy cái gót chân cái gì đó mình đưa vào cũng cho nó thẳng hết, mắt mũi miệng cũng vậy. Để đây này, mất hết miếng rồi hay là nó chạy qua bên kia rồi hả? Giờ là thoải mái, có thể tại cái này mình đã bung hết cỡ rồi, có thể mình cắt cái này ra nếu muốn ha, thì mình sắp xếp này lại nữa là ok ha, canh lại thôi ha, em cứ canh lại là nó ổn. Còn này gì, cái lỗ tai à, lỗ tai này khủng khiếp quá. Lỗ tai này chưa unfold đúng không? Unfold thử xem, có thể nó sẽ bung ra. Đó. Ha. Nó có thể nó sẽ bung ra, mình vẽ. Không sao hết. Nếu mà muốn nữa thì mình sẽ cắt những cái chỗ nào cần thiết, ví dụ như phía trên. À, ví dụ như phía trên này nè. Mổ đây nè. Mổ đây. Đây nè. S. Rồi. Cắt nó ra. Nó khác hơn một tí. À, nó bung nó giãn ra nữa. Còn nếu không cần thì thôi ha. Thường thì lỗ tai thì nó dễ, nó không có phức tạp. Mình chỉ vòng trong này nó hơi tối hơn, phần ngoài nó hồng, nó đỏ hơn một tí là được rồi. Như vậy là mình xong cái phần nhân vật ha.